Bây giờ chú bảo muốn đưa hai con đi chơi, bạn nào đi không? Con chỉ thích bố Thái đưa đi thôi. Trước khi quyết định chỉ bố Thái đưa đi chơi thôi, thì bây giờ lần này cho chú thử một lần đưa các con đi chơi đi. Nhưng mà cháu không thích. Nhưng mà em thích chị ơi. Chị không thấy là bác Bảo vừa lấy điện thoại cho mẹ à? Lần trước bác Bảo vừa cầm canh em trên vai bác ấy nữa đấy. Em tốt lắm. Thế đâu, chú ấy cướp mẹ thì sao? Mẹ có phải cái điện thoại hay là cái túi đường mà cướp được? Xem ra chặng đường của anh còn xa lắm. Và đặc biệt, kể từ giây phút này trở đi, anh sẽ không bao giờ gọi em là chị nữa, ok? Sợ thế? Giờ lại còn áp đặt cả tôi á? Em nên nhớ, cờ đến tay ai thì người đó phất. Em xem thì mình có sốt không? Sao thế em vẫn mệt quá. Có sốt đấy. Nhà anh không có nhiệt kế à? Anh không có. Nhưng anh nghĩ là tay em sẽ chuẩn hơn nhiệt kế đấy. Anh uống đi. Không uống được không? Tùy anh. Nếu anh muốn khỏi nhanh thì nên uống. Còn nếu mà muốn ốm lai dai thì tùy. Anh đã nói với cả tôi là nếu bản thân mình mà không biết tự yêu lấy mình thì đừng có mong người khác yêu mình mà. Tức là anh yêu bản thân anh thì em sẽ yêu anh. Tôi không có thời gian nói chuyện linh tinh đâu. Anh có uống không? To thế. Nói thật là hồi bé anh bị hóc thuốc một lần, nên bây giờ là nhìn thấy thuốc sợ lắm. Em bẻ nhỏ cho anh được không? Phim Hồng Trên Ngực Trái của chúng tôi sẽ còn phát sóng một chặng khá dài nữa. Như vậy những tình tiết và những sự hấp dẫn của tiếng nhân vật San hay là Khang hay là Bảo hay là Khuê sẽ còn rất nhiều và sẽ có gây rất là nhiều cảm xúc với khán giả. Như vậy hãy yêu thương chúng tôi và xem Hoa Hồng Trên Ngực Trái trên VTV Giải Trí vào thứ tư và thứ năm hàng tuần nhé.